Preview. Chào mừng các bạn trở lại với channel. Như tiêu đề của clip này các bạn cũng thấy, hôm nay không phải mình hướng dẫn các bạn làm kỹ xảo điện ảnh tách nền xanh, bởi vì mình đã làm rồi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm một khăn tàng hình, hay đúng hơn là một khiên tàng hình ngoài đời thực 100%. Và đây là kết quả. Mình nhắc lại, không phải sử dụng kỹ xảo điện ảnh nha các bạn. Về nguyên tắc cơ bản, khiên tàng hình nó sử dụng nguyên tắc khúc xạ ánh sáng bằng cách sử dụng vật liệu lenticular. Cái vật liệu này nó thật ra nó cũng không quá xa lạ với anh em đâu. Nó chính là những cái tranh 3D, các bạn rờ vào sẽ thấy có vân vân sọc lên, hoặc là những cái thước kẻ lúc nhỏ chúng ta hay dùng á, chúng ta nghiêng qua góc này thì ra hình này, nghiêng qua góc khác thì ra hình khác đó. Đó chính là lenticular. Và hiện tại cái phương pháp này cũng đang được một công ty của Canada, công ty có tên là Hypersteel, đang cố gắng phát triển để thương mại hóa. Trước mắt là áp dụng vào quân sự, dùng để ngụy trang. Không những có thể ngụy trang binh lính, mà trong tương lai cũng có thể ngụy trang cả những vật lớn, thậm chí là cả máy bay, tên lửa, xe tăng. Và cái vật liệu này cũng rất là hay. Ngoài việc nó có thể tàng hình trước mắt thường, thì nó cũng có thể đánh lừa luôn cả camera hồng ngoại. Thì nguyên lý của nó là như thế này: khi chúng ta nhìn qua tấm lenticular được thiết kế cong với một góc nhất định như này, thì khi ánh sáng đến với mắt chúng ta ở phần góc giữa này, nó sẽ bị bẻ cong, thay vào đó là những hình ảnh từ những vùng kế bên nó thay thế vào. Do đó những vật thể ở góc này nó sẽ được tàn hình, bởi vì nó được ánh sáng từ những vùng lân cận thay thế. Để làm được, chúng ta cần mua những cái tấm lenticular hay gọi là lenticular sheet. Nó sẽ có nhiều loại, ở đây mình sử dụng loại 100 lbi, tức là kích thước của những cái lens này. Trên cái tấm lenticular này bạn sẽ thấy có những cái sọc, cái đường vân như thế này đây. Thì cấu tạo của nó sẽ là như thế này: nó sẽ khúc xạ ánh sáng. Ánh sáng khi qua tấm lenticular này sẽ không còn đi thẳng nữa, mà nó sẽ bị bẻ chuyển hướng. Đây, mình cho các bạn thấy, có một cây viết ở đây đưa qua, 90% nó biến mất rồi. Nhưng mà chỉ có thể theo góc này nha, với góc ngang như thế này thì cây viết là nó xuất hiện trở lại. Ok, mình thử với cái tấm nhỏ này ha. Mình sẽ bẻ cong nó. Bạn có thể thấy mình nhìn rất rõ xuyên thấu qua salon bên sau nha. Cả một đường gân của salon rất rõ đây. Nhưng mà phía sau nó đây. Hoàn toàn cái chậu bông này nó bị nhìn xuyên thấu qua. Và tương tự mình dùng những vật khác, chẳng hạn như quả cầu nè, và một cái tượng nhỏ nè, nó cũng hoàn toàn biến mất. Hai micro màu đen nha, biến mất luôn. Màu đỏ nha, cũng biến mất hoàn hảo. Cả một chiếc flycam. Ok, bây giờ mình sẽ làm một tấm lớn hơn. Do mình không mua được tấm lenticular loại lớn, chứ còn nếu mà có loại lớn thì quá tiện rồi, không cần phải ghép như thế này. Mình mua 6 tấm nhỏ mình ghép lại. Bây giờ mình sẽ dán tấm lenticular này vào một khung mica để uốn cong tạo góc. Do tấm mica lớn thì đắt tiền quá, nó gần 1 triệu các bạn. Do đó mình chỉ mua những cây mica thế này, mình uốn cong làm cái khung thôi. Nếu mà có nguyên một tấm mica lớn thì nó quá tiện rồi. Rồi xong, mình đã có được hai cái tấm uốn cong thế này. Bây giờ mình sẽ dán khung đứng vào bằng keo súng. Rồi bây giờ mình đã có cơ bản tấm khung rồi, mình sẽ dán tấm lenticular lên. Vậy là xong, chúng ta đã có khiên tàng hình. Rồi mình sẽ đem ra ngoài nha. Đây các bạn thấy là cái băng ghế ở phía sau nó hiện rất là rõ nha. Nhưng mà phía sau nó là một câu chuyện khác. Đây là tên lửa đẩy động cơ potassium, mình đã từng làm một clip trước đây rồi. Nó tàn hình gần như hoàn hảo các bạn. Đây cũng giống như bản prototype, bản đang phát triển thôi. Những công ty như là Hypersteel họ đang cố gắng phát triển để có được cái kết quả hoàn hảo hơn, tức là nó sẽ cho khả năng ngụy trang tốt hơn nữa, trong hơn nữa, và có thể gấp gọn. Vì có thể tàn hình cả nguyên một đội quân, hoặc nguyên một chiếc xe tăng, một chiếc máy bay là điều hoàn toàn khả thi. Khi mà có thể chế tạo được những cơ cấu lắp ghép, có thể xếp một tấm lớn lại, sau đó là bung ra ghép lại, hoàn toàn khả thi thôi. Bây giờ mình sẽ ẩn vào cái tấm khiên tàng hình này luôn nè.
bạn thấy cái chân mình bây giờ nó gần như là hoàn toàn biến mất luôn nè. Khi mình núp vào nguyên cái thân người thì cái hiệu quả nó chưa được tốt lắm, do là cái tấm này nó còn khá nhỏ so với kích thước của mình, chứ còn cái chân như kích thước nhỏ thì cái hiệu quả tàng hình rất tốt nè. Ok, bây giờ mình sẽ thử ở một góc khác nha. Như ở đây bạn thấy nè, cái hiệu quả rất tốt. Cái bật bước lên của chiếc xe nó có thể nhìn rất rõ liên tục luôn nè. Không những cái tên lửa được tàng hình mà ở góc này bạn thấy cái chân mình đã được tàng hình hoàn toàn. Và đây là tên lửa ở góc này, hiệu quả rất tốt luôn bạn thấy. Và đây là cái băng ghế nè, cái tên lửa nó tàng hình hoàn toàn luôn nè. Chúng ta sẽ cùng đón chờ xem công nghệ này phát triển đến đâu và nó sẽ được mở rộng ứng dụng trong những lĩnh vực nào. Mình sẽ tiếp tục cập nhật đến các bạn trong thời gian tới. Cảm ơn các bạn theo dõi clip. Nếu thấy clip có ích, các bạn đừng quên like, đừng quên thần, share bè và có thể subscribe channel của mình. Thật sự động lực rất lớn để mình thực hiện clip tiếp theo. Mình sẽ cố gắng tiếp tục thực hiện những clip liên quan chủ đề khoa học, công nghệ và những trải nghiệm du lịch để gửi đến các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.